Hiện tại tôi đang có mặt ở căn hộ 2 phòng ngủ của chúng tôi vừa thi công hoàn thiện xong. Trong cái video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái nội dung về hướng dẫn làm sao thiết kế cho cái căn hộ 2 phòng ngủ. Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Việt, chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Trong cái video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái nội dung để giúp các bạn tối ưu về cái không gian và cái công năng của bạn, và giúp các bạn lựa chọn được những cái chất liệu phù hợp với cái túi tiền của mình và loại bỏ những cái chi phí không cần thiết khi thiết kế cái căn hộ 2 phòng ngủ này. Để mọi người không chờ lâu thì tôi sẽ đi sâu ngay vào trong cái bước hướng dẫn và thiết kế cái căn hộ chung cư 2 phòng ngủ này như sau. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến cái phần tổng quan về cái quy trình thiết kế cái căn hộ 2 phòng ngủ nó như thế nào. Với kinh nghiệm của tôi là 10 năm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất thì tôi đã đúc kết và biên tập lại với cái 6 bước để có thể thiết kế ra cái căn hộ 2 phòng ngủ. Bước thứ nhất đó là nhiệm vụ thiết kế. Bước thứ hai là khảo sát hiện trạng. Bước thứ ba là bố trí thiết kế mặt bằng. Và bước thứ 4 là thiết kế 3D. Bước thứ 5 là thiết kế kỹ thuật. Bước thứ 6 là sản xuất và lắp đặt hoàn thiện nội thất. Với quy trình 6 bước này, vô cùng đơn giản, sẽ giúp bạn thiết kế cho một cái căn hộ như mình mong muốn. Để trực quan hơn nữa thì tôi sẽ vào một cái dự án mà tôi vừa triển khai xong. Đây là một cái chung cư ở quận Thanh Xuân. Tên cái dự án này đó là chung cư phòng cháy chữa cháy ở số 44 Triều Khúc. Ở đây là một cái vị trí mặt bằng của cái căn hộ đó. Căn hộ nó có diện tích là 63 m². Căn hộ 63 m², 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với bước 1, đó là nhiệm vụ thiết kế. Ở trong cái nhiệm vụ thiết kế này, chúng ta phải biết rõ, đó thứ nhất là những cái nhu cầu và mong muốn của chủ nhà và chủ đầu tư như thế nào. Ví dụ như trong cái form mẫu này của tôi, đây là cái form mẫu mà hiện tại chúng tôi đang sử dụng cho việc tư vấn và thiết kế cho khách hàng. Đầu tiên đó là cái thông tin của khách hàng. Tiếp đó là vấn đề là nhiệm vụ của chủ đầu tư hoặc chủ khách hàng. Nhiệm vụ ở cái phần chi tiết của nhiệm vụ này có những cái nội dung sau. Đó là diện tích thiết kế này. Số người và độ tuổi sinh sống ở trong cái căn phòng đó này, ngôi nhà đó này, và tiến độ hoàn thành này, và số phòng khách bao nhiêu này, và số phòng ngủ bao nhiêu này, và số nhà vệ sinh này, và phong cách thiết kế chủ nhà thích là phong cách gì này. Đấy, tôi sẽ zoom to hơn cho mọi người thấy rõ. Màu sắc chủ đạo chủ nhà muốn thích này, và một số cái công năng khác là chủ nhà yêu cầu, ví dụ như là phòng khách, phòng bếp nó như thế này thế kia, phòng ngủ. Tiếp đó là cái phần tổng mức đầu tư dự kiến, chi phí đầu tư của chủ nhà đầu tư khoảng bao nhiêu. Thì đây là cái phần bước 1, đó là nhiệm. Tiếp đó chúng ta sẽ đến phần 2, đó là bước 2. Bước 2 đó là khảo sát về công trình. Khảo sát công trình thì nội dung của công việc này cần triển khai những công việc như thế nào. Thứ nhất là mình phải đo diện tích này, thực tế này, với kích thước này, và khảo sát ở những vị trí là chờ điện nước này, các thiết bị khác nếu có. Đây ví dụ trong nếu mà trong cái công trình này, căn hộ này nó đã có bản vẽ rồi, nhưng tôi cũng vẫn phải đến từ bản vẽ đó, tôi phải kiểm tra lại chính xác kích thước có đúng như thiết kế không. Và hai, các vị trí, chúng ta lưu ý những cái vị trí ví dụ như là chờ điện này, chờ nước này, cấp và thoát nước này. Đó là một số cái lưu ý mình phải cần để ý. Tiếp đó bước số 3, đó là bố trí và thiết kế mặt bằng. Từ nhiệm vụ thiết kế và khảo sát công trình thì ta đưa ra cái bản vẽ về bố trí mặt bằng. Với tôi thì đây là một cái bước quan trọng nhất trong quá trình thiết kế của một cái căn hộ.
hoặc bất kỳ một thiết kế của cái công trình nào, cái bước số 3 là cực kỳ quan trọng. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ, đây là một cái mặt bằng của cái căn hộ đó, thì tôi có, đây là một cái mặt bằng của căn hộ đó, đây bên bên tay phải đây là một cái phương án bố trí mặt bằng với công năng. Đây, từ mặt bằng này thì chúng ta sẽ đưa ra giải pháp và mặt bằng về công năng và bố trí định vị chi tiết. Đây thì đây là một cái bản vẽ nó bố trí về mặt bằng về công năng. Đây ví dụ đây là cái khu vực phòng bếp với phòng khách, thì tôi bố trí như thế nào, thì ở đây tôi bố trí cho bếp theo hình chữ L với kích thước và chiều rộng như thế này, và bàn ăn 4 ghế và sofa và bàn trà. Khu vực đây là khu vực kệ tivi và bàn thờ, vì ở vị trí này là thờ, đây là chủ nhà có yêu cầu hướng Tây Bắc. Tiếp đó khu vực chức năng công năng đó là phòng ngủ. Phòng ngủ gồm những các công năng sau: thứ nhất là giường, tủ áo này và táp đầu giường và bàn phấn, đây là phòng ngủ chính. Đây còn là cái bàn phòng ngủ nhỏ thì gồm giường này và bàn làm việc và tủ quần áo. Thì ở mỗi cái không gian này này sẽ thay đổi khác nhau tùy theo cái nhu cầu của cái người chủ nhân sinh sống ở trong cái phòng đó. Ví dụ ở bên cái phòng ngủ chính này, đây là vợ chồng thì tôi phải thiết kế khác, ở bên đây là một bạn sinh viên thì tôi phải thiết kế khác. Tiếp đó chúng ta sẽ đến bước 4, đó là thiết kế 3D. Ở đây là một số cái hình ảnh thiết kế 3D, các bạn có thể xem và tham khảo. Đây là phòng khách thiết kế của cái căn hộ đó, đây là khu vực bếp này và khách này, đây là khách không này. Tiếp đó là phòng khu vực sảnh này, sảnh ra vào là tủ giày này, phòng ngủ chính này, phòng ngủ phụ này, giường này, tủ quần áo này, bàn làm việc này. Thì ở cái bước 4 này, mục đích thiết kế 3D này là gì? Để mục đích là thể hiện màu sắc, về chất liệu này, về phối cảnh không gian, để cho cái người sử dụng hình tượng, để cho cái người sử dụng hiểu và dễ hình dung ra được cái không gian của mình sau này thì mình sẽ sống trong cái không gian nó như thế nào. Nhưng đặc biệt ở cái bước số 4 này nó tương đối là phức tạp, là để mà thiết kế ra những cái hình ảnh 3D lại đòi hỏi là phải người có khả năng thiết kế được, sử dụng được những cái công nghệ, được những cái đòi hỏi những cái người thiết kế là phải sử dụng được những cái phần mềm chuyên dụng như 3D Max hoặc Revit. Thì cái phần những cái phần mềm này tương đối là phức tạp, rất mất nhiều thời gian. Tiếp đó là đến bước số tiếp đó là bước số 5, thiết kế kỹ thuật. Đây là một số cái bản vẽ thiết kế kỹ thuật của cái tủ bếp. Đây, đây tủ bếp. Các bạn thấy không? Là tủ giày, cái trần, tủ áo. Tôi sẽ zoom to ra về cái thiết kế cái chi tiết này. Thiết kế tủ bếp này các bạn thấy nhìn thấy thể hiện chi tiết cái kích thước, chiều dài, chiều rộng và những cái ô, những cái chức năng ở trong đây. Tôi sẽ to hơn nữa. Ví dụ như trong cái thiết kế chi tiết của cái bản vẽ này, của cái tủ bếp này, thì ở khu vực này tôi bố trí chậu này, khoang gia vị này, khoang sao thớt này. Ở trên đây là có giá bát này. Ở bát tôi cũng thiết kế luôn là nó rộng bao nhiêu là 700. Và bên ở bên tiếp đó đây là cái bản vẽ là có cánh. Đây là cánh mở hay cánh lùa hay cánh như thế nào. Cái bản vẽ chi tiết là vô cùng quan trọng. Mục đích của nó là để sử dụng cho việc sản xuất và lắp đặt cho cái bước số 6 này. Bước số 6 là bước cuối cùng của trong cái quy trình để thực hiện thiết kế ra một cái bản vẽ về sản xuất rồi, kỹ thuật rồi, thì chúng ta sẽ
đem về nhà máy sản xuất, một là bạn thuê thiết một đơn vị thiết kế riêng hoặc bạn thuê một đơn vị sản xuất riêng, đó là tùy của mỗi nhu cầu của mỗi người. Nhưng theo tôi thì với kinh nghiệm của tôi, bạn lên thuê cả bên đơn vị thiết kế và bên sản xuất là một thì nó dễ cho quá trình quản lý của bạn và nó giúp cho bạn tối ưu về vấn đề thời gian và hiệu quả cho cái căn hộ của bạn. Thì người thiết kế ra người ta rất hiểu sâu về cái sản phẩm của mình và kết hợp của họ cái nhà máy thì họ sẽ chủ động cho mọi việc làm. Thì các bước sản xuất thì thông thường tất cả đều thực hiện ở trong nhà máy. Sau khi sản xuất xong ấy, thì sẽ đem ra cái hiện trạng cái mặt bằng để mình lắp đặt lên cái sản phẩm hoàn thiện. Ví dụ đây là cái hình ảnh đây. Hình ảnh đây là một cái sản phẩm lên nó như thế này. Và sau đây tôi sẽ mời các bạn tham quan một cái công trình mà chúng tôi vừa thực hiện xong từ khâu thiết kế đến thi công một cái căn hộ 2 phòng ngủ. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Văn Việt. Để không bỏ lỡ những các video tiếp theo, hãy bấm vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem video tiếp theo ở bên tay trái hoặc tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.